Xin thưa với quý vị và các bạn, vào tháng 4 năm 2014, Thanh Hương bắt đầu chơi Facebook. Và đến tháng 6 năm 2014, chính Phùng lúc đó là thành viên của trang Thi Đàn Hải Phòng, và Thanh Hương lúc đó cũng là thành viên của Thi Đàn Hải Phòng. Ngày ngày Thanh Hương vẫn viết bài và tự ngâm thơ của chính mình và đăng vào trong Thi Đàn Hải Phòng. Lúc đó chính Phùng cũng vào nghe Thanh Hương ngâm thơ, và em đã tỏ lòng ngưỡng mộ và rất hâm mộ với cái giọng ngâm của Thanh Hương. Và em đã gửi lời kết bạn với Thanh Hương. Rồi từ đó hàng ngày chị em vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau và động viên nhau những lúc vui buồn. Có những lúc buồn, Thanh Hương cũng đã chút bầu tâm sự với chính Phùng, và em đã cảm thông với những nỗi niềm của Thanh Hương, và em luôn luôn là người động viên Thanh Hương. Và đến một ngày 16 tháng 6 2016, chính Phùng dường như thấy rằng đủ độ chín của tình cảm chị em của Thanh Hương là chân thật, và em đã gửi gọi điện và xin thưa với Thanh Hương rằng: chị ơi, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 2016, ba con số 6 quả là rất là tuyệt vời. Em xin phép được xin kết nghĩa tình chị em với chị. Và Thanh Hương lúc đó rất là vui và đã nhận lời là chị kết nghĩa với chính Phùng. Rồi từ đó hàng năm Thanh Hương nhớ đến ngày 16 tháng 6 lại viết một bài thơ để nhắc nhở đến tình chị em, và chính Phùng ngược lại cũng vậy. Và hôm nay em cũng đã nhớ đến ngày kỷ niệm 5 năm của hai chị em, và em đã viết bài thơ chị em mình và gửi về cho Thanh Hương tối ngày hôm qua. Và bây giờ Thanh Hương xin được thổi hồn vào lời của thơ chính Phùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thời gian thấm thoát trôi qua, chị em kết nghĩa đã là năm năm. Việt Nam Mỹ cuộc xa xăm, nửa vòng trái đất khó thăm chị. Thanh Hương, chị thích hát ca, ngâm thơ xứng họa mặn mà kiều hoa xa. Chị em mất mẹ con cha, ân tình hiếu nghĩa lo nhà thân. Chị em chọn kiếp dương trần, bao nhiêu uẩn khúc muôn phần thế nhân. Buồn vui thơ họa đôi lần, kiếp người cam chịu họa vần vào thân. Chị em đồng cảm tình cờ, tấm mơ đồng hợp ý họa thơ kết ni tình. Chị em kết nghĩa đẹp xinh,
thướt tha duyên dáng chân tình cảm thông. Chính Phùng em trai chỉ mong thương yêu kính mến quyết không thay lòng. Tháng sau mười sau tròn xong 2016 chị trông em chờ. Hôm nay kỷ niệm họa thơ tỏ bày tâm sự ngâm thơ chị à. Thanh âm trầm bồng thật là ôi hay, truyền cảm nghe mà mê. Chúc chị vui khỏe chị ơi, chị em mãi mãi trọn đời chị. Thật là cảm động với những lời thơ tha thiết của Chính Phùng gửi từ Calida Foglia về Việt Nam cho chị Thanh Hương. Một lần nữa, chị xin chúc sức khỏe em và chúc em cùng với đại gia đình ta ở bên Mỹ luôn luôn được mạnh khỏe và vui vẻ, hạnh phúc. Mong rằng một ngày rất gần đây thôi, em sẽ về Việt Nam và chị em mình được gặp nhau ở ngoài đời thực sự.